Lam Giang bên lở bên bồi đã kiến tạo nên một đô lương hữu tình và trù phú. Đó là miền quê có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa. Đô Lương xưa là vùng đất cổ thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang thuở Hùng Vương dựng nước. Nơi đây, dòng sông Lam hiền hòa, từ hàng nghìn năm nay vẫn lặng lẽ bồi đắp phù sa cho mảnh đất này, đem lại sự phì nhiêu cho đồng bãi, tạo nên một kẻ chợ cận giang, sầm uất một thời. Muốn ăn khoai sọ chấm đường, xuống đây mà ngược đò lường cùng anh. Đò lường bến nước trong xanh, gạo ngon lúa tốt, bến thành ngược xuôi. Chợ Lường ngày trước, nay là chợ trung tâm thương mại đã nổi tiếng từ thế kỷ 17. Ngày nay khung cảnh tấp nập, trên bến dưới thuyền, thuở nào không còn nữa. Nhưng chợ Lường vẫn là một trung tâm buôn bán nhộn nhịp, là chợ trung chuyển hàng hóa giữa miền ngược với miền xuôi. Hai bên triền sông Lam, cuộc sống của những làng quê vẫn yên bình sau những bãi dâu xanh mướt. Theo sử sách ghi lại, từ đời Lý, Đô Lương và Bạch Đường là lì sở của Nghệ An đã nổi tiếng là đô hội trù phú. Những làng nghề nổi tiếng và là niềm tự hào của các thế hệ con cháu Đô Lương vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Đến với miền đất Đô Lương là đến với không gian văn hóa truyền thống, không gian tâm linh hiện hữu, sự hòa quyện của nét đẹp văn hóa vật thể và phi vật thể. Trải qua những biến cố của lịch sử và sự thay đổi của tự nhiên, miền đất Đô Lương vẫn còn bảo tồn và gìn giữ được trên 170 di tích danh thắng có giá trị, hàng chục bia ký, hàng trăm hiện vật. Đặc biệt các di tích được phân bố hầu khắp các làng xã, tạo thành quần thể di tích có nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Đền Quả Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và hai vị danh tướng danh thần của Vương Triều Lý đã có công lớn trong việc bảo quốc hộ dân, củng cố nền độc lập, thống nhất đất nước ở thế kỷ 11. Sau nhiều lần trùng tu tôn tạo, đền Quả Sơn đã trở thành một tòa đền linh thiêng bên bờ sông Lam, được xếp vào hàng danh thắng của tỉnh Nghệ An là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đô Lương còn được biết đến là vùng đất nổi tiếng hiếu học. Chính những tên đất, tên làng Bạch Ngọc, Văn Khuê, Văn Lâm, Văn Tràng, Rú Bút, Hòn Nghiên, Hòn Mực từ lâu đã được nhân dân hình tượng hóa, thể hiện sự khát vọng vươn tới việc học hành đỗ đạt. Triết lý học để biết, biết để làm người đã được chắt lọc, giữ gìn qua bao thế hệ, trở thành truyền thống hiếu học và tôn trọng nhân tài của nhân dân Đô Lương ngày nay. Quan tâm đến việc học, từ xưa ở Đô Lương đã có nhiều dòng họ nổi tiếng về sự đỗ đạt và có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước,
làm rạng danh cho quê hương. Cái truyền thống khuyến học của dòng họ chúng tôi thì nó cũng nằm trong cái truyền thống khuyến học chúng của cái xã nhà. Mà đối với họ chúng tôi nó đã có từ năm 1996. Và khi trở thành ở các trí phải đều có ban khuyến học cả. Thì thông qua cái phát phần thưởng đó thì chúng tôi cũng đồng viên con cháu phải phát huy được cái ham học của dòng họ để là góp phần vào cái phong trào học chúng của địa phương và của huyện, và đặc biệt là sau này các cháu trở thành để mà có cái công sức cống hiến cho dòng họ, là nói cụ thể và nói chung là cống hiến cho đất nước. Hòa cùng dòng chảy Khoa Bảng lâu đời, Đô Lương hôm nay vẫn luôn là địa phương nằm trong top đầu của tỉnh Nghệ An về thành tích giáo dục. Đến năm 2017, toàn huyện có 66 trên 95 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên. Những mái trường như Lý Nhật Quang, Trung học Phổ thông Đô Lương 1 hàng năm vẫn được vinh danh là cái nơi đào tạo nên các thế hệ học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, những tân thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong cả nước. Nằm trong vùng được coi là phên rậu, là thắng địa, là đất đứng chân của các anh hùng hào kiệt, lớp lớp các thế hệ con người nơi đây đã kề vai sát cánh, đoàn kết đấu tranh chống mọi kẻ thù xâm lược. Làng Lương Sơn, xã Bắc Sơn, một trong những nơi thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của Phủ Anh Sơn, cũng là nơi có tổ chức Thanh niên Đỏ, Hội Tương tế Ái hữu phát triển mạnh mẽ nhất tỉnh lúc bấy giờ. Đình Lương Sơn còn là một địa điểm liên lạc quan trọng của Đảng trong thời kỳ bí mật, là nơi tập hợp lực lượng quần chúng cùng lên đấu tranh, đòi giảm sưu thuế, là nơi biểu dương lực lượng quần chúng theo Đảng giành chính quyền trong phong trào Tô Viết Nghệ Tĩnh. Đã 77 năm trôi qua, cây đa Chợ Lườm mãi là chứng tích vượt thời gian cho tinh thần ái quốc của những binh lính Khố Xanh do ông đội cung lãnh đạo. Nơi đây, ngày 13 tháng 1 năm 1941, binh lính đồn Chợ Rạng Thanh Chương đã đánh chiếm đồn Đô Lương, giết chết đồn trưởng, rồi kéo về Vinh để chiếm tỉnh Lệ Nghệ An. Mặc dù cuộc binh biến thất bại, nhưng đó là tiếng súng báo hiệu đầu tiên của cuộc khởi nghĩa toàn quốc sau này. Mái đình Long Thái, xã Thái Sơn, cổ kính và trầm mặc. Vẫn còn đâu đây tiếng hô vang quyết tâm đi theo cách mạng. Dưới mái đình này, chức sắc địa phương đã giao nộp ấn tín cho chính quyền cách mạng lâm thời, chấm dứt chế độ phong kiến cai trị. Sau cách mạng thành công, mái đình lịch sử trở thành nơi hội họp, truyền bá chữ quốc ngữ, nơi sinh hoạt của các tổ chức chính trị ở địa phương. Từ cách mạng tháng 8 rực lửa đến Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của dân tộc, nhân dân Đô Lương đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, kiên cường đánh trả hành động phá hoại, bắn cháy nhiều máy bay của đế quốc Mỹ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ quê hương. Giữa thời điểm chiến tranh ác liệt ở miền Nam, khi miền Bắc đang ra sức thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất, ngày 19 tháng 4 năm 1963, huyện Đô Lương chính thức thành lập. Sau 10 ngày có quyết định chia tách huyện, Đảng bộ Đô Lương đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, đề ra phương hướng để lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, sớm kiện toàn các tổ chức từ huyện đến cơ sở, chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Thì trong điều kiện trong năm 63-64 thì chúng ta cũng biết, tức là bắt đầu vào cái cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tức là mùng 5 tháng 8 năm 64. Thì từ đó vừa cả là chiến tranh phá hoại, vừa cả từ một cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mặc dù khó khăn
trong vấn đề là thủy lợi, khó khăn trong vấn đề các mặt về thời tiết, nhưng mà được kinh tế ngày càng được là đi lên, đời sống nhân dân ngày càng được phát triển. Thời gì có cái đó, tức là có nghị quyết của Đảng. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng là nhân dân đồng lòng, đồng tình, ý Đảng, lòng dân. Đó là những ngày tháng nô nức thực hiện phong trào hợp tác hóa, đưa quy mô hợp tác xã bậc thấp lên hợp tác xã bậc cao, phát động phong trào ra quân làm thủy lợi với chiến dịch Lam Trà nổi sóng. Đó cũng là những ngày tháng nhân dân Đô Lương vừa hăng hái sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ quê hương khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Giặc đến, đánh trả quyết liệt, giặc lui, bà con lại ra đồng. Các hoạt động vẫn diễn ra sôi nổi, khẩn trương, với niềm tin sắt đá vào thắng lợi. Rừng núi, quân và dân Đô Lương đã chở che bảo vệ an toàn cho nhiều kho tàng của nhà nước, đặc biệt là khu sơ tán của các cơ quan tỉnh Nghệ An. Truông Bồn, địa danh thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, vùng quê bình thường như bao vùng quê khác ở Việt Nam, trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nơi đây có những người con gái, con trai, lứa tuổi 18 đôi mươi đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ mạch máu giao thông, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Cũng tại nơi đây, 13 chiến sĩ đã hy sinh oanh liệt khi đang lấp hố bom thông đường cho xe qua. Máu của các anh các chị đã hòa tan vào đất trời, tạo nên tượng đài bất tử. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Đô Lương có trên 40.000 người đi bộ đội, 13.800 người đi dân công, gần 1.500 người đi thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Đô Lương và 18 xã thị trấn đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 263 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, từ Đại hội 6, Đảng bộ và nhân dân Đô Lương bước vào thực hiện công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết là việc thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đề ra và thực hiện chương trình 5D, đồng, đồi, đường, điện, đô la. Toàn huyện hình thành 4 vùng chuyên canh, thâm canh, phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi. Đảng bộ và nhân dân Đô Lương đã tạo được bước đột phá quan trọng về tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sau 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương rút ra một số cái bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo phát triển. Đó là trước hết là phải quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cái định hướng của huyện nhà trong cái phát triển kinh tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sâu sát với cơ sở để giải quyết những cái vấn đề bức xúc từ cơ sở, đào tạo đội ngũ cán bộ cái cần để có cái nối tiếp trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao cái đạo đức nghiệp vụ trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị và tạo sự đoàn kết thống nhất từ trong ban thường vụ, trong thường trực, trong ban chấp hành và xuống tận cơ sở cũng như trong nhân dân. Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ một địa phương chủ yếu thuần nông đã bước đầu hình thành một địa phương công nông nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, Đô Lương đang dần khẳng định là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư với những dự án đang được triển khai có hiệu quả. Dự án nhà máy xi măng Sông Lam của tập đoàn xi măng Servisai với tổng mức đầu tư là 10.500 tỷ
đã chính thức đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần vào sự chuyển mình cả một vùng quê rộng lớn. Để thu hút đầu tư, lãnh đạo huyện Đô Lương đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Tại khu công nghiệp thị trấn Đô Lương được quy hoạch 7,5 ha. Lúc đầu công tác giải phóng mặt bằng khó khăn bởi thiếu vốn. Trước thực trạng ấy, huyện đã chủ động bỏ ra 50% tiền hỗ trợ. Nhờ vậy, khu công nghiệp được hình thành nhanh chóng, thu hút 13 doanh nghiệp đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Khi mà khởi công cái dự án đấy là chính quyền huyện hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về tháo gỡ đầu tư, mà đặc biệt là cái đền bù giải phóng mặt bằng kỷ lục là chỉ có đền bù trong một ngày, dân đồng tình, huyện đồng tình và bộ thì rất chú trọng. Môi trường thu hút đầu tư của huyện Đô Lương là rất tốt. Vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Đô Lương vừa tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện. Đến năm 2014, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thừa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả. Đến năm 2017, có 12 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Sự đổi thay hiện rõ từ mỗi nếp nhà, đường làng ngõ xóm. Trụ sở làm việc của các cơ quan đoàn thể trường học từ huyện đến xã được xây dựng khang trang hiện đại. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, thể dục thể thao được củng cố, nâng cấp, ngày càng kiên cố, góp phần tích cực để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống nhân dân. Những câu chuyện làm giàu ở Đô Lương và việc xuất hiện các triệu phú kinh doanh đã minh chứng cho chính sách phát triển nông nghiệp ở Đô Lương là đúng hướng và khởi sắc. Xây dựng một nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp. Những năm 94 là hầu như là cái vùng Đô Lương là đồi trọc. Nhưng mà được sự quyết tâm của gia đình và được sự ủng hộ của các cái thế hệ lãnh đạo lúc đấy dám mạnh dạn giao cho chúng tôi 20 ha đất đồi trọc để chúng tôi vượt lên. Và chính quyền địa phương thì cũng tạo hết điều kiện, tức là chúng tôi yêu cầu cái gì để mà phục vụ sản xuất, phục vụ như điện, nước, các thứ thì coi như chính quyền xã, chính quyền cơ sở để giúp đỡ. Nhà nước có một cái chính sách gì hỗ trợ cho trang trại thì chúng tôi đều được hưởng. Những con số thay đổi theo thời gian đã minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện của Đô Lương. Với những thành tích xuất sắc trong 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân Đô Lương đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dành tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Trong thời gian tới thì huyện nhà trước hết là tập trung thu hút một số dự án đầu tư để giải quyết việc làm cho người lao động, để thu hút con em Đô Lương ở đồng quan ngoài tỉnh về, mà trong đó là ưu tiên những con em Đô Lương, mong muốn là con em Đô Lương mà có cái điều kiện về đầu tư tại quê hương. Trong cái phát triển nông nghiệp thì vẫn phải chú trọng, đặc biệt là trong cái việc ứng dụng những cái tiến bộ kỹ thuật và liên kết giữa với một số doanh nghiệp trong cái việc mà từ khâu sản xuất rồi cũng như chế biến và bao tiêu sản phẩm. Đô Lương có một cái lợi thế về phát triển thương mại dịch vụ lâu đời rồi, thì tiếp tục là ưu tiên trong cái lĩnh vực này. Hiện nay Đô Lương là có một cái lợi thế trong cái phát triển mà du lịch tâm linh cũng như gắn với một số cái địa điểm về du lịch, đó là Trung Bồn, di tích lịch sử đền Quả Sơn cũng như dự án nước nóng ở Giang Sơn. Người ta vẫn thường nói Đô Lương là quê hương mở màn và chuẩn bị cho cách mạng tháng 8, đồng thời cũng là xứ sở
mà con người biết làm cho đất nở hoa. Nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù phải trải qua muôn vàn gian nan thử thách, địch họa, thiên tai, tình hình thế giới biến động phức tạp, bối cảnh đất nước, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, song với truyền thống anh hùng bất khuất, cần cù sáng tạo, với những nỗ lực cố gắng phi thường, Đảng bộ và nhân dân Đô Lương đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, tạo bước chuyển mình toàn diện và vững chắc trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Lường xưa. Cùng một vùng quê đường con.